như chị Hồng Anh nói dùng ha. Chị có câu chuyện thắc mắc giật mắt hùng miền, hoặc là cái bạn nói dài sẽ là nhân vật bí ẩn xuất hiện cuối cùng khi cuối phim á, người ta cũng nói giật bắt thì không biết nhân vật nữ khi mà lớn lên nó giật bắt hay giật nam, tại bởi vì sự khác biệt giàu này là tự nhiên mình cho mình hơi bị mất cảm xúc một chút. Xin cảm ơn chị. Và bây giờ xin được mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Dạ cảm ơn bạn. Thì cái khi mà xem cái phần trích đoạn và cái trauma thì nó những cái đoạn giữa nó không có. Thì dĩ nhiên khi mà mình mời hai diễn viên, mình cũng thấy cái vấn đề đó, nhưng mình không thể nào ông tiến hay là mình nghĩ nó mất cái cảm xúc. Cho nên là phim cũng có những cái chi tiết logic để làm sao để hóa giải cái đó khi mà mình xem cái phim. Là có một cái lời hứa của cái tình bạn thì sau này cái cuộc đời nó thay đổi, thì khi mình xem phim mình thấy sẽ thấy nó hợp lý trở lại cái điều đó. Dạ xin được cảm ơn anh. Có một cái thắc mắc của chị nữa đó chính là có diễn viên Trương Vũ ngày hôm nay không có mặt trong buổi họp báo này. Thế nhưng là ekip của chúng tôi cũng đã quyết định là sẽ giữ bí mật những hình ảnh của Trương Vũ vào khi bộ phim chính thức ra rạp, chúng ta sẽ giải đáp cái bí mật này. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, tiếp tục bạn xin mời các chị phóng viên ạ. Dạ, ôm hai ba sách đá rồi nè. Dạ. Dạ, trước khi các chị có thêm câu hỏi thì cả ekip của chúng tôi cũng đã soạn ra một số những câu hỏi dành cho các anh chị ở trên đây, đặc biệt là diễn viên nữ, ngựa hoang, cả hai thế hệ này chắc chắn sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ. Đầu tiên thì xin mời chị Hồng Ánh trước đi ạ. Dạ, xin mời chị Hồng Ánh mình tâm sự một tí xíu với tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Có bao giờ khi mà chị đóng cái bộ phim này là bản thân mình là diễn viên trong bộ phim, là nhân vật trong phim luôn không chị? Thực sự là khi Hồng Ánh được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mời vào cái vai diễn Hữu Phương lúc trưởng thành thì mỗi một lần mình đi ra hiện trường để mình quay, mình không có cái cảm giác mình là một người diễn viên để mình đóng phim, mà mọi thứ nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên và mình giống như mình đang kể lại cái câu chuyện của mình vậy. Cho nên là với Hồng Ánh thì cái vai diễn này nó không có quá khó khăn, nhưng mà nó có một cái năng lượng rất là thanh xuân, là bởi vì có rất là nhiều những cái điều đầu tiên trong cái bộ phim này. Đây là bộ phim đầu tiên mà Hồng Ánh được cộng tác với người bạn của mình từ thời học cấp 2 trường Lê Quý Đôn, đó là Nguyễn Hoàng Dũng. Và mình có cảm giác giống như bạn Dũng đang kể lại những cái câu chuyện của nhóm bạn của mình từ những ngày đó, cũng có những cái cung bậc cảm xúc nó giống như vậy. Và đây cũng là đầu tiên mình được cộng tác với bạn mình, mặc dù là mình với bạn là theo nghề 20 mấy năm rồi. Không biết lý do vì sao những bộ phim của bạn bây giờ có sự có mặt của mình dù là vai rất là phụ. Và đây cũng là bộ phim đầu tiên Hồng Ánh tham gia một dự án phim giải trí với một vai diễn nữ chính. Và không phải là những vai diễn bà mẹ nghèo, chịu thương, chịu khó, có những cái số phận hoặc là những cái vai diễn của người lao động, mà là một câu chuyện ở đúng lứa tuổi Hồng Ánh với một người trưởng thành đã có gia đình, đã trải qua rất là nhiều cái thăng trầm của cuộc sống. Thì mình tin là hy vọng là với cái sự cộng tác lần này của Hồng Ánh với lại đạo diễn Nguyễn Dũng sẽ mang đến cho những khán giả những cái cảm xúc rất là trẻ trung tươi mới, để khi chúng ta xem lại chúng ta thấy được bóng dáng của mình trong những tháng năm tuổi trẻ rất là đẹp. Dạ, xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị được không ạ? Một nhân vật cũng thường nghĩ rằng cũng khá là quen thuộc với nhiều bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đó chính là Thanh Hằng. Xin mời chị, với cái vai diễn trong bộ phim này thì không biết là có khác gì so với những cái vai diễn trước của chị hay không ạ? Đầu tiên, chào đến tất cả các anh chị báo chí thân quen của mình. Với những người đã theo dõi Hằng và anh Dũng thì sẽ thấy là một cái quá trình Hằng và anh Dũng đã làm việc với nhau từ bộ phim Những Nụ Hôn, Nụ Hôn Cần Chết, Hôn Vực Rỡ, rồi đến là Mỹ Nhân Kế, những cái vai diễn nó hoàn toàn khác nhau. Tính cách nhân vật nó thay đổi theo từng năm, và Hằng nghĩ đó có còn một món quà mà anh Dũng dành cho Hằng, cũng như là anh đã thấy được ở trong cô thì Thiền Năng Hoàng là có rất là nhiều cái góc màu sắc để có thể khai thác. Và với bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ này thì lại là một cái góc độ khác về một người phụ nữ trưởng thành. Một cái chia sẻ mà Hằng nghĩ là bản thân Hằng cũng thấy rất là bất ngờ, thì khi đọc kịch bản Hằng đã rất xúc động. Khi mà ra hiện trường, Hằng và chị Ánh tập thoại với nhau thì Hằng lại không đọc được. Vì
trưởng thành hơn, lòng tính hơn, nhiều cảm xúc hơn Hoàng và giao cái vai diễn này. Ngược lại thì khi quay, Hằng cũng nhận được rất là nhiều cái trải nghiệm cho bản thân của mình. Bất cứ cái vai diễn học thì nó cũng mang tới một cái sự thú vị, thì Hằng cũng cảm ơn anh Kiết và cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Sau mẹ chồng thì đây là một cái vai diễn mà mọi người sẽ thấy khác hơn về tinh thần ở góc độ là người diễn viên. Cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn diễn viên Phương Hằng. Và tiếp theo là chắc chắn là chị Mỹ Duyên của chúng ta cũng phải tâm sự đúng không ạ? Với rất là nhiều điều về bộ phim này. Dạ. Xin chào tất cả các anh chị báo chí, tất cả các bạn khách quý, như có một số khách đến dự. Có lẽ là nãy giờ cho những người trong chúng tôi ngồi xem lại những đoạn phim thì ai cũng cảm xúc hết, nhất là đoạn vàng lớn như ông nói, dám nói dàn già, hồng ánh cho những chữ già. Dạ, thì qua mấy mươi năm cái tuổi thơ, cái tuổi trẻ, và đến khi trưởng thành đạt trong cuộc sống, mình cứ nghĩ rằng là ước mơ của mình thì sau này sẽ thành công và thành đạt như cái ước mơ đó là tuổi trẻ của mình. Nhưng mà mỗi người mỗi một cái hoàn cảnh, và không hiểu sao cái đoạn vừa rồi, cái thưa quý vị, là thật sự là năm chị em chúng tôi khóc thật sự. Kiềm chế lại để chút nữa còn quay chưa có action mà. Nhưng mà chúng tôi xem qua cái bản nháp để chúng tôi thấy được là cái tuổi trẻ của chúng tôi như thế nào. Thì lúc đó thương cái cuộc đời của mình, nhớ cái cuộc đời của mình lúc trẻ, và tự nhiên năm trẻ chúng tôi khóc thật sự và phải make up lại và dặn nước mắt lại, và để diễn đúng lúc và đạo diễn tiêu diễn thật sự. Và lúc cái câu thoại của tôi lúc nãy là tôi không thoại được, tôi nghẹn luôn. Đó là thật nhất. Và qua cái bộ phim này thì mình thấy rằng là chắc có lẽ là như Hồng Ánh nói là một phim giải trí, thì đối với tôi không phải là phim mang tính giải trí không, mà nó là còn có một cái tính một cái tình cảm rất là liên kết với tất cả các mối quan hệ của các nhân vật, và tầng lớp khán giả nào cũng xem được. Có thể là các bạn trẻ thì sẽ có fan của mình, nhưng mà chúng tôi sẽ rất là nhiều người lớn xem. Tôi hy vọng là phim sẽ thành công, bởi vì đây là bộ kịch bản mà cả ekip chúng tôi rất là yêu thích và tâm đắc, rất là tâm đắc. Sẵn đây thì cũng xin cảm ơn nhà sản xuất và cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cũng có tuổi nhưng mà chúng tôi thấy lên hình cũng rất là tươi. Dạ, tháng năm của mình rực rỡ lắm chị ạ, chị đừng lo. Em nghĩ là hồi nãy là có một cái sự nhầm lẫn là chị Mỹ Duyên và Mỹ Uyên đúng không ạ? Thôi giờ chị trả lời rồi, xin mời chị luôn ạ. Chị chia sẻ cảm xúc tí xíu về bộ phim này, và bây giờ mình nói về cảnh đánh nhau đi. Hồi nãy giờ khóc lóc quá nhiều rồi, bây giờ mình nói về cảnh mà xung đột. Không biết là có kỷ niệm nào về cái cảnh này không ạ? Xin mời chị. Dạ. Khi mà còn về cái cảnh mà là lúc nãy bạn nói với Duyên là cái cảnh mà là tốn
cho ra được. Nó là một cái dạng là một cái hành động, là động làm sao mà để cho nó tạo được một cái gọi là một cái ấn tượng mạnh, nhưng để mà cho ra được cái nhân vật của thời đó cũng như là cái sự hài hước để cho người ta theo dõi, thật sự như rất là bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Dương tham gia cũng đi xem được một trong những trích đoạn đó, và thật sự như rất là bất ngờ và rất là phục đạo diễn đã làm nên một cái sự hài hước cũng như là thấy cái hoàn cảnh rất là hay. Dạ, một cảm ơn đạo diễn chúng ta để các bạn. Dạ, còn nhân vật nữa là Tùy Ngọc, xin mời Tùy chia sẻ tí xíu về cái vai diễn của mình. Dường như là trong phim này là Tùy Ngọc có đóng hài nhiều nữa đúng không? Dạ, tình cảm hơn. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị quan khách có mặt trong cái buổi ra mắt ngày hôm nay. Nói về cái vai diễn này thì những cái chi tiết hài là được rải đều toàn một bộ phim, không tập trung vào một ai hết, và cả bản thân Tuyền cũng vậy. Nếu có chi tiết hài đi chăng nữa thì đó là những tình huống, nó tình huống của phim, đúng không? Cái lúc mà mình nhận kịch bản, lúc mà mình đọc đó, thì mình chỉ sợ một điều là mình có làm ra được cái vai cái tiền đó, đó chỉ giữ nhất được chị Thanh Hằng thôi. À, là bạn luôn hôm nay có. Dạ, có không ạ?
giật cái mình luôn. Khá. Thật ra thì trong suốt một năm vừa qua thì em khác rất là nhiều. Một phần là cũng bởi vì trong cái sự trưởng thành của con người của mình nó có rất là nhiều thay đổi. Một phần là khi mà em nhận vai diễn này thì em cũng có cơ hội để có thể bộc lộ ra những cái rất là tiềm ẩn bên trong mình mà từ trước giờ em không có thể hiện. Từ trước giờ thì lúc nào mình cũng có hình ảnh rất là nữ tính, rất là bắn bèo. Và lúc mà đến casting thì anh Dũng cũng giao cho cast vai của Trương Vũ là vai tiểu thư Tuyết Anh. Thế nhưng mà không biết sao không có cast được vai đó, mà anh Dũng lại kêu ngay là bây giờ em cast vai đại ca đi. Thì không biết sao cast vai đại ca thì lại rất là tự nhiên, mình lúc mình cast mình lại cảm thấy ủa tự nhiên cái vai này nó dễ dàng với mình như vậy, và nó tự nhiên với mình bộc lộ dễ như vậy. Và mình cũng cast với thằng Yến Chi Vi khoảng 2-3 lần thì cũng được nhận vai, và thật sự rất là bất ngờ cũng như là vui sướng khi mà được cùng tham gia với tất cả các anh chị diễn viên cũng như là các bạn. Và trong suốt thời gian của bộ phim thì phải nói là mình thật sự đã có một tháng năm rực rỡ, bởi vì nó quá nhiều những cảm xúc, những niềm vui và những điều đáng nhớ cùng với nhóm ở trên Đà Lạt. Đúng như là thằng MTV nói là không biết tại sao nhóm này mới vừa gặp nhau thôi mà đã giống như là thân quen rồi, ngay ngày đầu tiên là rủ đi ăn đi chơi đi quậy rồi. Thì đó là những cái điều mà tạo nên những cảm xúc thật sự để khi mà tụi em vào nhân vật nó dễ dàng hơn. Và cũng giống như mấy chị lớn là không biết tại sao tụi em đóng cái cảnh lúc mà chia tay, và cũng là cái cảnh cuối cùng mà tụi em đóng ở Đà Lạt với nhau luôn, thì tự nhiên nguyên đám khóc luôn. Cái là tí không biết tại sao luôn. Rồi cuối cùng là anh Dũng cũng phải y chang như mấy chị, và em không biết tại sao lại y chang như mấy chị. Hôm nay em mới được tiếp điều này cũng y chang như vậy. Anh Dũng kêu là khoan, khóc đã, nhìn lại để lát còn quay, chứ không là sẽ không quay được. Thì thật sự là em rất là cảm ơn tất cả mọi người trong ekip làm phim. Cảm ơn anh Dũng đã chọn tất cả tụi em, cho tụi em được những tháng năm rực rỡ cùng với tất cả các bạn, các anh chị. Và em hy vọng rằng đây là một bộ phim có thể chạm đến trái tim cũng như là vực dậy những ước mơ và những niềm hạnh phúc trong tận sâu đấy lòng của tất cả mọi người khi xem bộ phim này. Xin được cảm ơn Hồng Minh. Bạn có thể tâm sự một cái kỷ niệm bạn nhớ nhất về bộ phim này được không? Em cũng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị phóng viên báo chí có mặt tại đây. Thật ra thì mọi người biết đến em với vai trò là một ca sĩ. Em thì em cũng rất là yêu thích điện ảnh, và thật ra thì cách đây vài tháng trước khi bộ phim bóng máy thì em cũng có vô tình em nghe được là anh Nguyễn Quang Dũng cũng như là CJ cũng như Hắc Cao Kim đang có casting tìm kiếm diễn viên, thì em mới liều mình em xin cho em được casting luôn. Mà thật sự là em rất là hào hứng, bởi vì là thứ nhất là đây là một bộ phim rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc, và đem về đây thì được hai công ty rất là nổi tiếng là CJ và HK Film. Bên cạnh đó thì cùng với một vị đạo diễn mà em rất là ngưỡng mộ, rất là hâm mộ bao nhiêu năm qua, đó là bác Nguyễn Quang Dũng. Cho nên là em rất là tới bây giờ khi mà nói lại thì em cũng đang hồi hộp y chang như cái hôm mà sáng hôm sau em đi casting, là tối nguyên cả buổi tối nguyên cả buổi đêm đó, là em đi coi lại bộ phim này không biết bao nhiêu lần, mà em rất là hồi hộp luôn, bởi vì là em thật sự rất muốn, dù không biết là mình sẽ trúng ở vai nào trong bộ phim, xuất hiện nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là miễn sao em được tham gia trong bộ phim này rồi. Và thật sự thì em cũng cảm thấy mình có chút may mắn, và cũng rất là cảm ơn anh Nguyễn Quang Dũng cũng như là CJ, HK Film cũng chị Quỳnh Hà đã cho em được tham gia bộ phim này. Mà kể về bây giờ thì chắc là em sẽ kể về những cái em không biết kỷ niệm này là vui hay là buồn của nhóm em, nhưng mà nó có một cái nó cũng lạ, nó cũng ngộ, đó là tụi em có 6 đứa con gái lên quay cái bộ phim ở trên Đà Lạt mà không biết sao luôn, giống như là 6 đứa thi nhau khóc hay sao á. Ban ngày đi quay rất là vui vẻ, rất hùng điên giỡn hết tùm lum hết, nhưng mà tự nhiên tối về chủ thứ hai mà Yến khóc, là bây giờ thứ ba tới chị Quanh, thứ tư là tới em, thôi đâu mình khóc gì nhiều cái vấn đề đó. Biết là chị Quỳnh là người khóc đầu tiên ạ. Không, chị khóc thứ hai. Chị khóc thứ hai. Em nói chứ khóc thì em không có người cầu hôn nữa đó. Bây giờ mới thấy cái sự đổi loạn của nhóm của Hoàng Nhí đúng không ạ? tiếp tục em. Thì nói chung là cứ chia nhau ra mà khóc. Nhưng mà em nghĩ là
Cũng nhờ cái thóc này á mà em mới biết được là năm cô gái này rất là yêu thương em, cũng như yêu thương nhau rất là nhiều luôn. Bởi vì là trước đây thì em có tham gia một số bộ phim, em cũng có đóng với các bạn diễn viên nữ, nhưng mà em thật sự luôn là em chưa bao giờ cảm thấy là em tham gia một bộ phim mà cùng với các bạn nữ mà yêu thương em giống như là những người bạn thân từ trước đây rất là lâu rồi vậy đó. Bởi vậy mà khi mà vô cái cảnh mà tụi em khóc thì em là một cái bạn là non nớt nhất trong diễn xuất, bởi vì là em chưa có tham gia nhiều người diễn xuất, cho nên là em cũng rất là em rất là nặng nề về tâm lý là sẽ phải khóc như thế nào. Nhưng mà bởi vì là tụi em thắng thích với nhau quá, cho nên là vô một cái là coi như là nước mắt nó cứ tuôn rơi rất là dễ dàng, không có gì áp lực luôn. Thế bạn nói hả? Nói được em nói được. Nói tới đây thì rất là xúc động thưa quý vị, là bởi vì lần đầu tiên mà Thảo với mình gặp nhau á là gọi nhau mày tao luôn, mà không hề chưa từng gặp nhau bao giờ, mà chỉ biết nhau qua màn hình hay là Quỳnh là ca sĩ thôi, chứ chưa bao giờ gặp nhau mà gọi nhau là mày tao từ đầu luôn. Tỉnh mẫn đó. Mà đúng là lần đầu tiên Thảo cũng tham gia một dự án phim mà không cần biết là hôm đó có phân cảnh của mình quay hay không, lên đoàn cái đã. Lên đoàn rồi phát bánh tráng với mọi người ăn, rồi trái cây này nọ, là ngày nào cũng muốn lên đoàn hết. Có những ngày mình được off, mình đi về Sài Gòn mình không muốn đi về luôn, nói ê, ta đừng lên đoàn chơi nữa nha. Tức là Thảo chưa bao giờ gặp một cái ekip nào mà khiến cho Thảo tới bây giờ tụi Thảo vẫn gặp nhau, vẫn đi chơi, vẫn chị em nãy vừa mới cãi lộn trong kia nữa. Nhóm của Thảo thực sự như là một nhóm vừa hay ở ngoài luôn. Và rất là cảm ơn anh Dũng, cảm ơn CJ, cảm ơn HK đã tạo cho Thảo và tất cả các anh chị ở đây một cơ hội để làm việc với nhau, khám thích với nhau, và mong là sau này sẽ có những dự án mà có thể tham gia cùng nhau, nhỏ hay là lớn thì cũng thích tham gia cùng nhau, bởi vì quá là thân với nhau rồi. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn em. Nó còn nhân vật cuối cùng nữa, nói luôn em, bạn lẹ quá. Chuyện Thảo, vô. Trong phim đâu, bây giờ trong phim phóng ra làm đâu, nghe chơi nè. Chọc bài. Không, thì là tin cho em được gửi câu trả trân trọng nhất đến quý vị nhà báo đang có mặt trong buổi stream hôm nay ạ. Em xin chia sẻ một xíu là thì ngày trước thì em không có đam mê về diễn xuất, em chỉ là đi tham gia một số cái vai quần chúng vai nhỏ, vai học sinh 1, học sinh 2 này đó. Thì từ đó thì em cảm thấy là ở cái môi trường làm việc nghệ thuật thì nó rất là vui và nó có nhiều thú vị. Thì khi mà học năm lớp 12 em quyết định là em không đi đại học và em bắt đầu em tìm hiểu để em đi theo cái con đường diễn xuất này. Thì rất là may mắn thì sau một năm rưỡi tìm hiểu thì em được nhận vào vai Thùy Linh trong phim Hai Vợ của anh Nguyễn Phương Dũng. Đây là cái vai điện ảnh đầu tiên của em và đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời của em. Thì cái ngày em lên casting em chỉ lên tại thôi chứ em không nghĩ là mình sẽ được nhận cái vai này, nhưng mà khi mà cắt xong thì anh Dũng cười quá trời, nhưng mình cũng hy vọng về nhà ngày nào cũng chờ. Thì khi mà nhận được cuộc gọi từ HK là báo em đậu cái vai này rồi, em khóc luôn, tại vì vui quá, mình không nghĩ là mình có cơ hội được tham gia vào một cái bộ phim của một đạo diễn lớn mà mình rất là hâm mộ như vậy. Và khi mà quay bộ phim này thì có rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, và vâng, em đang rất nhắc chị luôn á. Mấy chị nói chung là lần đầu tiên mà em đi quay với mấy chị rất là thương em là nhỏ nhất trong nhóm. Thì tất cả mọi người thì chị già thiệt mà. Em nói vậy không? Mấy chị bên em không? Không, không, em chị dám nói. Em chị dám nói. Mấy đứa bớt tự tán lại, bớt tự tán lại. Vô luôn kỷ niệm. Đừng có xin lỗi, đừng nhấn vô nữa. Kỷ niệm thôi. Kỷ niệm thì nhiều lắm ạ. Mà có những cái kỷ niệm mà em nhớ nhất đó là khi mà ba ngày cuối cùng quay ở Bình Chánh, mà quay cái cảnh đại cảnh ấy, thì mọi người phải lên rất là sớm, tại vì mọi người check in khách sạn sẵn ở đó và đi quay thôi. Thì 4 rưỡi là kiểm cấp rồi, nhưng mà 3 rưỡi em thì mình vẫn còn ngồi nói chuyện chưa chịu ngủ, mà liên tục 2-3 ngày như vậy luôn, 3 ngày cuối cùng là như vậy luôn. Nói chung mình sự tin chắc rằng là với những cái kỷ niệm này á.